Dạ con xin kính chào quý cô chú anh chị. Con tên Ngân, quê ở Cái Mơn, ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Hôm nay thì con làm cái video này để giới thiệu với quý cô chú anh chị về một cái loại cây. Cái loại cây này thì nó có từ lâu rồi á quý cô chú anh chị. Đó là chính là cây lý. Quý cô chú anh chị có biết cái cây này không? Ở trong miền Nam thì mình trồng nhiều á, chứ không biết ở miền Trung, miền Bắc mấy cô chú anh chị có biết cây lý không? Thì cũng hôm nay thì có một con làm video này để giới thiệu cho quý cô chú nào yêu thích cái cây này á, thì liên hệ với Ngân để Ngân có thể cung cấp cây giống cho quý cô chú anh chị nha. Thì hiện tại một cây lý của mình á, thì tính từ miệng chậu đi lên á, thì nó cao khoảng ngang vai của Ngân. Thì cái cây này thì nó sẽ cao từ khoảng 1m cho đến 1m2 luôn á quý cô chú anh chị. Thì cái cây này thì khi đem về thì mình có thể trồng được liền luôn. Thì cái cây của mình nó rất là khỏe, rễ của nó đều đã ra khỏi bầu hết rồi. Thì cái thân cây thì nó cỡ như ngón tay trỏ trở lên, rồi nó ốm ốm dần dần lại lên tới cái đọt cây. Thì một cái cây như vậy á thì có giá là 100.000, hai cây là 200.000, thì Ngân sẽ bao phí vận chuyển toàn quốc luôn. Thì quý cô chú anh chị không có nhất thiết phải lấy hai cây lý, có thể lấy một cây lý hoặc là những cái cây khác, thì tùy theo cái đơn hàng mà con sẽ bao phí vận chuyển toàn quốc, con sẽ hỗ trợ phí một phần hoặc là quý cô chú anh chị sẽ trả phí nha. Còn nếu lấy hai cây lý thì chỉ có giá là 200.000, con sẽ bao phí vận chuyển toàn quốc. Ở đây là một cái nhánh lý, thì cái này là dạng chiếc cành nên là cây mẹ nó đã có trái sẵn rồi, nên khi quý cô chú anh chị đem về trồng thì tầm khoảng là 3 tháng là cây nó sẽ có bắt đầu ra hoa ra trái nha. Thì cái trái lý là quý cô chú anh chị biết rồi, khi sống nó có cái màu xanh, khi càng chín thì nó sẽ có màu vàng ôm rất là đẹp, chín màu vàng ôm luôn. Thì ở đuôi trái thì nó sẽ có cái đuôi trái nè, thì ở trong trái thì nó sẽ có cái hạt. Thì sau đây con sẽ tách cái trái ra cho quý cô chú anh chị xem. Cái mùi lý nó có một cái mùi thơm rất là đặc biệt luôn, ăn trái lý thật là thích luôn. Đây, ở bên trong nó sẽ có một cái hạt như nè quý cô chú anh chị. Thì mình có thể lấy cái hạt này để mình nhân giống thì được hết luôn. Đây là cái cơm của quả lý nè, khi mình ăn thì mình sẽ ăn cái phần này, nó rất là ngon. Cái trái này thì nó chưa chín thơm, nó hơi có vị chát. Khi mà nó chín thì nó sẽ có màu vàng ôm á, nó càng vàng tươi á, thì nó mới ngọt nha. Nếu như cái trái con ăn đây thì nó hơi vàng vàng xanh xanh, thì nó có cái vị hơi chát chát xíu, nhưng mà nó vẫn thơm ngon luôn. Rất là thơm, rất là ngon. Thì cây giống con giao cho quý cô chú anh chị á, nó có thể là đang có trái nè, hoặc là nó không có trái nha, đa phần là không có trái á, tại vì nhiều khi mình gửi ngay cái đợt thì nó mới có trái, còn nếu mà nó không có ngay đợt trái thì là chỉ là cây giống thôi. Nhưng mà giống như con nói vậy đó, cái này là dạng chiếc cành, bản thân cây mẹ nó đã có trái sẵn rồi, nên khi quý cô chú anh chị đem về trồng khoảng là 3 tháng là cây nó sẽ phát triển và nó sẽ bắt đầu có hoa trái nha. Nhưng mà cái cây còn nhỏ thì quý cô chú anh chị thì để trái ít thôi, tại vì để trái nhiều quá thì cái cây mình nó không có phát triển nhanh được. Thì quý cô chú anh chị có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ với con qua số điện thoại ở trên màn hình nè, cho con địa chỉ ấp, xã, huyện, tỉnh, tên và số điện thoại người nhận, thì con sẽ gửi hàng cho quý cô chú anh chị nha. Còn quý cô chú anh chị ở gần có thể trực tiếp đến địa chỉ nhà của con ở Cái Mơn, ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Một cái trái chín vàng như vậy nè là nó rất cực kỳ thơm luôn á quý cô chú anh chị, nhìn rất là thích luôn. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã theo dõi video của con. Và quý cô chú anh chị ơi, đừng quên bấm đăng ký kênh của Ngân để tiếp tục theo dõi nhiều video mới của Ngân nhé. Nhiều khi cái cách xưng hô, nhiều khi con gọi con rồi gọi Ngân nữa, con không biết làm sao, nhưng mà trên tinh thần là con rất là trân trọng quý cô chú anh chị, nên là con có xưng hô nó không có được hay lắm, nhưng mà tất cả thì là đều là sự chân thành của con. Con xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã luôn yêu thương, ủng hộ và đồng hành với con trong suốt nhiều năm qua nhé. Con xin chân thành cảm ơn.